Nó sợ nó rung rồi. Rung mất rồi, sao con sét vậy ôi, cha cái bít rồi ôi. Ôi, sao rung cả. Nó đi chỗ lạ. Hôm nay sẽ thấy hôm nay nó chở đi đâu nữa. Nhỏ thì không á, tôi rung. Xong cái hết rung. Tôi nghiệp rồi quá vậy. Cô cho xin nào cái biscuit mà xin nó rung. Cô thấy cưng quá luôn. Cô mới hỏi em muốn biscuit không? Cái cô đưa ra hỏi ơi, ông rung. Người ta nói rung như cái sấy gì đó. Bữa nay thấy rung như cái sấy. Xong cái vừa qua khỏi cái hết rung mà. Vô cửa hai người là 10 đồng. Đem áo phao cho Sino tắm rồi. Ý, kìa có người em nghe kìa. Thank you.
bấm nãy giờ.
về hết con.